Review dòng chống nắng chân ái năm 2021 của mình. Sữa chống nắng cho da nhạy cảm Perfect UV My Milk của hãng Anessa đến từ Nhật Bản với tầm giá từ 500k đến 685k, dành cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và cũng dùng được cho trẻ em từ 1 tuổi. Em này kết cấu dạng sữa lỏng, không mùi, thẩm thấu và ráo nhanh, không hề gây nhờn rít, không để lại vệt trắng. Duy chỉ có nhược điểm là với da khô thì nếu không dưỡng ẩm kỹ trước khi bôi thì sau khi bôi có thể sẽ thấy hơi khô căng. Sản phẩm nông tông nhẹ, tức là làm da trắng hơn một chút và tạo hiệu ứng mịn mướt cho da. Lúc mới bôi lên thì hơi bóng nhẹ nhưng chỉ một lúc sau thì lên camera thì nó không rõ bằng ngoài đời. Cũng có thể dùng làm lớp lót để trang điểm. Đây là dòng chống nắng vật lý lai hóa học. Xét về bảng thành phần thì có nhiều thành phần chống nắng tốt như zinc oxide, titanium dioxide, vân vân. Thành phần dưỡng ẩm tốt như glycerin, sodium hyaluronate, chất xuất trà xanh, hoa hồng, vân vân. Không cồn, không dầu khoáng và không paraben. Nhìn chung, bảng thành phần lành tính, an toàn với da nhạy cảm cũng như da trẻ em, chỉ số chống nắng cao, SPF 50+, PA 4+, chống được cả tia UVA lẫn UVB. Kết lại, mình vô cùng thích dòng sản phẩm này, dùng rất êm, mướt, mịn, nâng tông tự nhiên, không bí da. Da mình thuộc tiếp da cực kỳ nhạy cảm nhưng không hề bị kích ứng với em này, chứng tỏ được độ lành tính của nó. Mình chân thành khuyên các bạn da nhạy cảm nên thử dòng sản phẩm này. Lưu ý là với những ai da khô, nhớ dưỡng ẩm thật kỹ trước khi thoa em này để tránh cảm giác bị khô da sau khi sử dụng nhé.